chào quý vị các bạn. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì khối không khí lạnh đã gây chuyển biến thời tiết tại các tỉnh thành miền Bắc. Trời chuyển nhiều mây hơn và mưa nhỏ đã xuất hiện ở nhiều nơi. Gió đông bắc trong đất liền mạnh lên cấp 3, ở vùng ven biển mạnh cấp 4, cấp 5. Cùng với mưa là nền nhiệt độ đã giảm thấp, nhiệt độ cao nhất vào trưa nay ở Bắc Bộ chỉ đạt 15 cho đến 18 độ. Một vài nơi thuộc các tỉnh phía Tây ít chịu tác động của không khí lạnh hơn nên nhiệt độ cao hơn từ 22 đến 23 độ. Trong đêm nay và ngày mai, khối khí lạnh sẽ tiếp tục dồn xuống sâu thêm nên trời vẫn nhiều mây và có mưa nhỏ, đồng thời nhiệt độ tiếp tục giảm thêm. Rét đậm lan trên diện rộng không chỉ ở tại khu vực vùng núi mà cả các tỉnh Trung Du và Đồng Bằng, trong đó có thủ đô Hà Nội. Với nhiệt độ vào thời điểm sáng sớm và đêm khoảng từ 10 cho đến 13 độ, ban ngày hầu hết các nơi đều không vượt quá 16 độ. Dạng thời tiết rét ẩm như thế này sẽ còn duy trì trong 3 ngày tới. Đến với các tỉnh miền Trung, trong những ngày tới, do tác động của đới gió Đông Bắc khá mạnh kết hợp với điều kiện địa hình nên mưa sẽ xuất hiện trên khu vực các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ. Nhiều điểm có khả năng xuất hiện mưa vừa đến mưa to, người dân cần bảo vệ diện tích hoa màu và cây trồng, tránh những ảnh hưởng xấu khi thời tiết chuyển mưa rét. Với sự tăng cường mạnh của không khí lạnh nên nhiệt độ ở tại các tỉnh miền Trung sẽ giảm sâu. Các tỉnh phía Bắc, miền Trung thì còn có rét đậm. Cụ thể, mức nhiệt cao nhất trong những ngày tới ở các tỉnh khu vực từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế chỉ từ 15 cho đến 18 độ. Đà Nẵng đến Quảng Ngãi nhiệt độ là từ 21 đến 24 độ. Trong khi đó, nhiệt độ ở các tỉnh cực Nam đạt tới mức là 27 cho đến 29 độ, thời tiết ấm áp hơn so với các tỉnh phía Bắc. Trong khi trời mưa và rét đang bao trùm khắp các tỉnh miền Bắc, thì ở phía Nam trời vẫn tiếp tục nắng nhiều và khô. Tuy nhiên, do khối không khí lạnh dồn sâu xuống phía Nam nên cũng khiến cho nắng nóng ở tại khu vực Tây Nguyên sẽ bớt phần gay gắt hơn. Nhiệt độ trong 3 ngày tới tại các tỉnh vùng cao nguyên sẽ dao động trong khoảng là từ 25 cho đến 28 độ. Trong khi đó, ở Nam Bộ, nhiệt độ cũng có xu hướng giảm dần. Không khí bớt khô nóng hơn khi mức nhiệt độ chỉ từ 31 cho đến 33 độ. Cuối cùng là những thông tin thời tiết biển. Thưa quý vị và bà con ngư dân, do tác động của không khí lạnh nên trong 3 ngày tới, ở tại Vịnh Bắc Bộ và khu vực phía Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7 và giật cấp 8, cấp 9, cùng với những con sóng cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Bà con ngư dân không nên ra khơi trong điều kiện thời tiết này để đảm bảo an toàn. Còn tại khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Trường Sa, sự dồn xuống phía Nam của không khí lạnh cũng khiến cho tình hình biển ở nơi đây chuyển xấu hơn. Trong tối nay thì gió Đông Bắc mạnh khoảng cấp 5, nhưng càng lúc sẽ càng mạnh lên. Đến ngày mai thì bao phủ toàn bộ vùng biển này sẽ là gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh và sóng cao gây nguy hiểm cho tàu thuyền lưu thông, đặc biệt là những tàu có trọng tài nhỏ. Tình trạng sóng cao biển động trên Biển Đông còn có khả năng duy trì đến khoảng ngày 26, ngày 27 tháng 2, nên bà con cần phải hết sức thận trọng và lưu ý theo dõi sát sao các bản tin thời tiết của chúng tôi để có kế hoạch đề phòng. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết cuối ngày hôm nay và tiếp theo là phần nhiệt độ chi tiết các tỉnh thành trên cả nước trong ngày mai. Chúc quý vị có một đêm ngon giấc. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt.